Chào mừng các bác đã đến với video clip tiếp theo của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, đối với việc sử dụng hát karaoke trong gia đình hiện nay, bên cạnh lựa chọn được những cặp loa, những chiếc đài, những chiếc vang tốt, thì bên cạnh đó thì các bác thấy vai trò của những bộ mic rất là quan trọng trong bộ dàn âm thanh trong gia đình của các bác. Nếu như các bác lựa chọn những bộ mic không tốt thì chắc chắn bộ âm thanh trong gia đình của các bác sẽ không được như mong đợi. Và tiếp tục ở chương trình video clip lần này, em sẽ giới thiệu đến các bác về 5 mẫu mic đến từ thương hiệu CAVS. Đây là những dòng mic đem đến chất lượng âm thanh rất là hay. Các bác hát rất là nhẹ, tiếng rất là trong, sáng, rõ nét trên những dòng mic này. Để các bác có thể tham khảo, nghiên cứu. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì xin vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển đây. Và trước mắt màn hình các bác thấy được, đây là tổng thể 5 mẫu mic mà em muốn giới thiệu đến các bác ở video clip lần này. Trước hết thì các bác nhìn thấy ở phía trên cùng, đây là mẫu mic CAVS có model là A5. Ở một số video clip lần trước thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác về mẫu sản phẩm này rồi. Đây là dòng mic được đánh giá rất cao về chất lượng âm thanh và đặc biệt nó lại có mức giá rất là bình dân. Về cái cách thiết kế về tổng thể ở mặt trước, các bác nhìn thấy nó được bố trí mặt gương bóng này, giúp chúng ta có thể soi gương được. Các bác nhìn thấy rất là rõ, cái tay em hiển thị ở trước mặt nó này. Đấy. Đây là logo CAVS. Các bác nhìn thấy đây là cái nút để chúng ta có thể khóa cũng như là điều chỉnh mức độ âm lượng của mic. Đây là nút IR này, nút scan này. Ở chính giữa nó được bố trí hai cái màn hình hiển thị cho mic trái và mic phải. Bên này thì tương tự như vậy, đây là nút công tắc nguồn, model A5. Và nếu như bác nào mà thích lắp cái đai nó vào thì các bác có thể lắp vào nhé. Nó được bố trí một cái đai rời để chúng ta có thể vít ốc ở phía bên sườn như thế này. Đây là tem chính hãng được nhập khẩu bởi công ty nhập khẩu quốc tế Nhật Hòa, các bác thấy đây. Với dòng này thì nó thu sóng rất là tốt rồi, đi rất là xa. Và đặc biệt nói về cái chất lượng âm thanh, các bác hát lớn nó không bị bể tiếng, nó không bị vỡ tiếng. Và các bác hát rất là nhẹ, giúp cho các bác hát chính dòng mic này thì đem đến âm thanh rất là trong sáng, nhẹ nhàng, thanh thoát. Và đặc biệt là những bác nào có giọng hát yếu, các bác hát trên dòng mic này thì nó đưa cái lời các bác hát nó trở nên thanh thoát và rõ nét hơn. Và bộ mic CAVS A5 này có mức giá là 3 triệu đồng. Tiếp theo ở phía dưới các bác nhìn thấy đây là mẫu CAVS có model là T4S. Về cách thiết kế của dòng T4S này thì năm ngoái thì bên cửa hàng của em cũng đã giới thiệu đến các bác về mẫu sản phẩm này rồi. Đây là dòng mic được đánh giá rất cao về cái chất lượng âm thanh. Và nhiều năm qua thì các bác cũng đã lựa chọn rất nhiều các mẫu sản phẩm này của bên cửa hàng của chúng em. Về cách thiết kế của dòng này, các bác nhìn thấy nó được bố trí tách riêng biệt ra. Bên này là mic trái này và bên này là mic phải. Và các bác nhìn thấy nút nguồn nó được bố trí nằm ở giữa này. Một số các nút để chúng ta có thể lấy lại tần số này cũng như là điều chỉnh mức độ âm lượng bằng cái nút ấn như thế này. Đó. Scan menu đấy. ACT đấy, các bác nhìn thấy đây. Và tiếp theo ở phía dưới các bác nhìn thấy đây cũng là một mẫu model mới của hãng CAVS này. Đó là dòng model T4i. Nói dòng T4i thì các bác thấy nó sẽ có đến 2-3 phiên bản. Đây là phiên bản mới nhất được hãng CAVS tung ra thị trường vào Việt Nam chúng ta. Ở chính giữa logo CAVS được bố trí sáng nhìn rất là đẹp, Professional Audio. Bên này là mic trái, bên này là mic phải. Và đặc biệt đối với phiên bản này các bác nhìn thấy nó được bố trí những cái số ở trước mặt màn hình này, các bác nhìn thấy nó rất là trong, nhìn rất là rõ cái số này cũng như là chữ của nó rất là cụ thể. Set này, đấy. Đấy tần số này, đấy. Các bác điều chỉnh mức độ âm lượng này, chính xác là điều chỉnh mức độ âm lượng, đấy. Các bác nhìn thấy này, max là 30. Nếu như các bác chỉnh thấy nó phù hợp thì các bác có thể dừng lại ở mức độ tần số bao nhiêu. Các bác nhìn thấy cái nút này ấn rất là chắc chắn này. Đó, đây là nút nguồn. Và những bộ mic này thì có mức giá rất là tốt. Đây là những dòng mic thì có mức giá bình dân. Tuy nhiên thì chất lượng âm thanh thì chắc chắn vượt xa tầm tiền chúng ta đầu tư. Đối với các sản phẩm đến từ thương hiệu CAVS thì nhiều năm qua bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác rất nhiều những mẫu sản phẩm khác nhau. Loa của CAVS này, súp của CAVS, đẩy của CAVS, vang của CAVS. Và đặc biệt dòng mic của CAVS thì đem đến chất lượng âm thanh rất là hay. Những dòng CAVS thì nó đem đến âm thanh rất là trong, sáng. Đặc biệt là khi chúng ta hát karaoke thì làm cho lời ca tiếng hát của chúng ta trở nên nó trong, sáng, rõ nét. Và lời ca tiếng hát của chúng ta trở nên nó sẽ thanh thoát, bay bổng hơn, mượt mà hơn rất là nhiều. Cho nên các bác sử dụng cho mình những dòng mic như thế này thì chắc chắn các bác sẽ hài lòng với cái chất lượng âm thanh của nó đem lại. Và tiếp theo thì các bác nhìn thấy đây là dòng mic CAVS có model là S9. Đây là những dòng mic ở phân khúc tầm khá của hãng CAVS. Các bác chờ em một lát. Lát nữa thì em sẽ gọi lại cho bác khách sau, rất mong các bác thông cảm. Tại vì em đang quay video cho nên thì các bác gọi.
Và các bác thấy đây là dòng mic CAVS S9. Đây là dòng mic được đánh giá rất là cao. Các bác nhìn thấy nó được bố trí hai cái màn hình tách rời nhau. Đấy, bên này là bên trái, bên này là bên phải. Và nút nguồn được bố trí nằm ở chính giữa. Trên cái màn hình của dòng S9 này, các bác nhìn thấy nét chữ của nó này, trong, sáng, rõ nét. Và đặc biệt dòng này thì các bác hát nó nhẹ là nhẹ tênh. Các bác kể đưa mic xa miệng chúng ta hát thì các bác thấy nó thu rất tốt. Những dòng mic này thì các bác sử dụng thì chắc chắn các bác không thể chê được. Và những dòng mic này thì có mức giá là 5.800.000 đồng. Và tiếp theo sự thành công của dòng S9 thì các bác thấy hãng tiếp tục tung ra thị trường dòng S10. Các bác nhìn thấy đây là dòng S10 này. Đấy. Với dòng S10 thì các bác thấy nó có sự khác biệt so với dòng S9 này, một số sự cải tiến nâng cấp từ dòng S9. Và các bác nhìn thấy những cái màn hình của nó này. Đấy. Và đối với dòng này thì các bác thấy ở ngoài này nó được bố trí dán một cái ni lông, nếu như các bác không thích thì các bác có thể bóc đi thì nó sẽ rõ nét hơn. Đây là một cái lớp ni lông phủ ở phía bên ngoài chống xước. Và đối với dòng S9 và S10 thì nó sử dụng lên tới là 4 dâu thu sóng anten, làm cho chúng ta đi rất xa, nó không bị chập chờn, nó thu sóng rất tốt, hiệu quả rất cao. Đây là những dòng mic thì chắc chắn thì các bác sử dụng các bác không chê được. Và dòng S10 này thì có mức giá là 7.700.000 đồng. Đây là những dòng mic thì các bác thấy ở phân khúc bình dân cho tới những mẫu ở phân khúc tầm khá của hãng CAVS. Đây là những dòng mic thì các bác thấy rất là nên chơi và đáng chơi. Và các bác nhìn thấy ở phía sau râu của nó này. Đấy. Và như vậy thì các bác thấy ở video clip lần này thì em cũng giới thiệu sơ qua đến các bác về 5 mẫu mic đến từ thương hiệu CAVS có mức giá bình dân cho tới những mẫu ở phân khúc tầm khá để các bác có thể tham khảo. Các bác nhìn thấy đây là những dòng tem chính hãng của công ty nhập khẩu quốc tế Nhật Hòa. Những sản phẩm CAVS thì bên cửa hàng của nhau cũng đã giới thiệu đến các bác rất nhiều lần rồi, các bác cũng không còn gì xa lạ nữa. Và các bác thấy ở phía sau của nó đây, dây nguồn thì em cũng đã cắm và cũng bật nguồn lên để các bác thấy được rõ khi chúng ta bật nguồn của những mẫu mic như thế này để các bác có thể nắm được cụ thể. Và sau đây thì em cũng sẽ xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Và cuối cùng em xin nhắc lại, nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì xin vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển đây. Và sau đây cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.